Vợ anh đi ship hàng rồi nha, tí có khách đến mua tay nghề đó, tư vấn họ cho hãy nha. Ôi, anh con trai thì biết chứ, vợ thì biết chỉ mấy cái đồ điện tử nên mà giới thiệu. Dễ mà vợ. Thôi để anh bay cho chiếu nên mà tư vấn khách này. Khách đến họ có hỏi cái chí á, thì mình cứ thêm cái tư cực kỳ vô là được nha. Ví dụ khách hỏi là cái tai nghe này nghe có hay không chị, thì mình trả lời là cực kỳ hay chị ạ. Khách hỏi là tai nghe này có bền không chị, thì mình trả lời là cực kỳ bền chị ạ. Rửa thôi, hiểu chưa? À dạ dạ, em nhớ rồi, anh đi đi. Chị ơi, em đến mua tai nghe chị ạ, em có nhắn tin cho anh Tuấn rồi. Ừ, lại đây thử đi em. Dạ chị. Em đeo nghe thử này. Ôi, tai nghe hay đi mà có 255.000, thì có máu hư không chị? Ừ, cực kỳ máu hư em ạ. Ơ, máu hư rồi thì bên chị có từ chối bảo hành không? Bên chị cực kỳ từ chối bảo hành em nhá.